Tôi Tiến đây. Anh bảo cứu người là sứ mạng của anh đúng không? Cô nào đây à? Cô chuyện gì thế? Anh giúp mẹ con em với. Cô đang ở đâu? Có cháy à? Hay bị tai nạn? Có bị thương ở đâu không? Còn hơn cả cháy á. Anh mà không giúp, em chỉ còn nước đâm đầu vào đâu mà chết thôi. Mẹ vào đây ngồi với con. Mẹ cứ ngóng làm gì, anh ấy sốt ruột ạ? Mẹ có ngóng đâu, mà mẹ chỉ lo nó sợ, nó không dám về chứ. Thì mẹ đừng mắng anh ấy là được. Anh ấy đến đấy. Dạ, chào chào bác ạ. Anh ăn gì chưa? À, anh ăn rồi. Cậu ngồi đi. Tôi vẫn còn trẻ, gọi tôi bằng cô cũng được. À dạ vâng, cháu chào cô. Tôi hỏi thật cậu, cậu có yêu con gái tôi thật lòng không? À, dạ cháu. Mẹ, mẹ làm anh Tiến sợ đấy. Chuyện này cũng không phải lỗi do anh Tiến ạ. Dạ thưa cô, cháu biết cô đang rất giận. Giận vì xót con, xót cháu. Bản thân Đào rơi vào hoàn cảnh này, cháu cũng cảm thấy rất thương ạ. Thế nhưng mà cháu nghĩ là sức khỏe của mẹ con Đào, cả về thể chất lẫn tinh thần là quan trọng nhất. Vì vậy cháu xin cô rộng lượng bỏ qua. Mọi chuyện mình tính sau, có được không ạ? Anh Tiến nói phải đấy mẹ ạ. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi, ở đây chơi với bọn con mấy hôm rồi về. À, còn chuyện của bọn con, đợi khi nào thằng cu cứng cáp, bọn con sẽ tính ạ. Dạ vâng, đúng đấy ạ. Anh Tiến. Ơi. Đến giờ đi làm rồi phải không ạ? Sao vừa về? À, không, anh Tiến làm tăng ca, làm cả ca đêm nữa mẹ ạ. Đúng rồi đấy ạ. Thế mới đủ tiền lo cho con, lo cho cháu của mẹ chứ. À, thế thì... À, thôi thôi, anh đi đi. Mà mấy hôm tới có mẹ em ở đây rồi, anh không phải đến nữa đâu nhá. Thế tốt quá. À, dạ không. À, ý cháu là dạo này công việc của cháu cũng bận quá. Thế thôi, cháu xin phép cô, cháu đi ạ. Cháu xin phép cô. Đi anh không muộn nhá. Ăn đi con. Dạ. Mẹ nghe cái Đào nói công việc con vất vả có đúng không? Dạ vâng, cũng bình thường thôi ạ. Ừ. Hôm nay cúng mụ cho thằng cu con, chứ cũng phải về quê để báo cáo tổ tiên cho nó đàng hoàng các con ạ. Hai đứa xem sắp xếp như thế nào về quê, chứ không bố chúng mày sốt ruột lắm rồi. Mẹ, để từ từ bọn con tính ạ. Sao lại phải từ từ? Anh Tiến. Dạ. À, cái này thì cứ để cho Đào quyết đi ạ. Dạ. Con Đào ở nhà ôm con, phụ thuộc vào công việc của con thôi, sao phải chờ cái Đào? Dạ. Mày có điện thoại. Bố mày gọi đấy. Đào, 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 Đào. Mở hình ảnh cho bố mày nhìn cháu, nhanh con. Bật lên. Nhanh tay lên nào. Đây, ông à, hôm nay cúng mụ cho thằng cu. Đây đây, cháu ông đây, đấy, yêu không? Ông nhìn thấy chưa? Đấy, đây, con rể tương lai của ông đây này. Đấy, ông nhìn nhá. Đấy, đấy, nó đấy. Dạ, con ạ, à, cháu chào bác ạ. Đây, nó làm lính cứu hỏa đấy ông ạ, oai không? Thế khi nào thì hai đứa về? Dạ, việc này bọn cháu đang sắp xếp ạ. Thế ông nhá, cả nhà đang ăn cơm,
Rồi. Ăn cơm đi các con. Ăn đi. Dạ vâng. Ăn đi. Ăn nhiều vào con. Dạ vâng. Con này ăn nhiều vào con, sữa cho con bú này. Thầy Chí, mưa sao đi? Anh nhìn về quê cô đau á. Ừ, nhưng mà em bình tĩnh nghe anh giải thích. Anh thôi đi. Để như nửa nghĩ thì lành làm gạo vợ làm muối, tôi không tin anh nữa. Đó đang là anh có ý đồ với cô Tám á. Là người lừa tôi. Khổ quá, không có lừa lọc gì ở đây cả. Do tình thế bắt buộc thôi. Mẹ cô Đào lên đột ngột quá, cô ấy loạn thế là không biết làm thế nào. Thế là gọi điện cho anh. Mà anh thì có biết chuyện gì xảy ra đâu. Em, lúc ấy anh ở trong trạng thái bị động mà. Còn cái việc sang ăn đầy tháng thằng Cu Khang ấy, anh thề là anh nói thật. Chính em cũng cho phép anh đi rồi còn gì nữa. Tôi cho anh sáng đỏ không phải với tư cách là chồng hơ, là con đệ tướng lại. Anh lừa tôi. Quá, anh không lừa gì em cả. Anh chỉ đắc tội với em có đúng một việc thôi. Đấy là anh chỉ nói có một nửa sự thật, thế thôi mà. Anh thôi đi. Từ chứ anh mà còn giảm bén mạng sao biết nữa là tôi chặt chân nghe chưa. Thế biết nói thế nào với bố mẹ người ta bây giờ. Đó không phải là việc của anh. Ai kéo chuông á thì người nở từ đi mất thảo. Cô đau từ đi mất đâu. Em gửi chị ạ. Em xin. Ôi giời. Sáng chị lại ăn bậy cái gì à? Có ăn cái gì mô. Hay là đói quá? Cũng biết rồi. Mà là thiệt á, đợt ní nhìn cái gì cũng thấy ghê ghê. Mà mà mùi xôi hôm đi thì tí ạ. Xôi có mùi á? Đưa lên xem nào. Thơm mà, làm gì có mùi gì đâu. Đánh lom đã. Này, này, em hỏi nhá. Thế chị có bị chậm kinh không? Chậm kinh á? Nói luyến thuyến cái gì đó. Làm đi có chuyện nữa. Làm gì có chuyện đấy. Mà em để ý nhá, đợt này tinh thần chị thoải mái, lại không đặt nặng chuyện bầu bí, có khi nào trời thương không nhở? Cũng đúng. Đợt ní chị cũng không đặt nặng chuyện con cái. Mà kiếm chồng nó nhanh như rắn, chị không biết rồi. Hay, đàn bà con gái cái chuyện đấy chị phải để ý chứ. Đi về thử ngay đi, nhá. Biết đâu. Ủa, anh Vũ. Có chia cho 10 số trả chưa? À, dạ. Vâng. Cu tí của bà. Ngày mai bà cho cu tí về thăm ông ngoại nha. Ông lầm lì thế thôi, nhưng mong lắm đấy. À, mẹ cu tí về rồi. Cho tôi tìm miếng đi nào. Tiến nó có về không hả con? Không ạ. Sao lại không? Cái thằng, đã hẹn như thế rồi cơ mà. Dụ dỗ con cái nhà người ta, tòi cả con ra rồi, giờ lại lần nữa. Đúng là vô trách nhiệm. Ý con không phải như thế. Chứ không như thế thì như thế nào? Cái gì đây? Các người này, đập nát cho tao ra. Bỏ tay ra. Bỏ ra. Người làm gì thế? Ôi cô ơi, cô ơi, tôi xin cô. Cô ơi, tôi xin cô. Cô ơi, có chuyện gì? Tôi xin chịu trách nhiệm. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ chạy đi. Tôi bỏ mẹ ra. Rồi sẽ có đến phần trách nhiệm của bà nhá. Cái tội của bà ấy là đẻ con ra mà không biết dạy dỗ nó, để cho nó cướp chồng thiên hạ, bà hiểu chưa? Con, đừng đánh hơn tôi xin cô. Cô ơi, cô có nhầm không? Cô có nhầm không à cô? Cô còn bà đấy. Con bà đấy. Gặp tôi. Đừng đánh cô. Năm ngoái tôi thấy nó cặp với chồng tôi bảo nó tránh xa chồng tôi ra, nhưng mà nó vẫn không chịu, bà hiểu chưa? Để đến bây giờ tôi cả ra đứa con hoang này, bà hiểu chưa? Tôi xin cô, đừng đừng mặt cháu tôi. Thôi tôi xin cô. Thôi tôi xin cô. Tôi, cô đừng mặt cháu tôi. Làm gì thế này? Công an đến kìa. Chị ơi, té. Vào nhà đi em. Ha 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 ha.
Đề nghị anh Tiến đổi nhạc chuông điện thoại đi nhá. Làm anh em nhầm lẫn mấy lần rồi đấy. Alo. Mày đang ở đâu? Thằng khốn nạn kia. Con Đảo nó nợ nần gì mày mà mày lừa đảo nó? Vâng. Cháu chào bác ạ. Đến bố mẹ nó, mày không hỏi han gì để làm cho nó có chữa, tao còn bỏ qua được. Vì mẹ nào mà bỏ được con? Giờ thì tao không thể bỏ qua được. Vợ mày đến đây đánh đập nó. Sao cơ ạ? Vợ cháu đánh Đảo á? Vợ mày và hai tên côn đồ đến đây đánh con Đảo nhập viện rồi. Chúng mày ác lắm. Việc đốn mặt như thế hả? Anh nói cái gì? Em làm cái gì? Làm cái gì à? Cô thừa biết tôi với Đào không có tình ý gì với nhau. Người ta đã khổ rồi, cô còn gọi người đến để đánh ghen cho người ta khổ thêm à? Cô bị điên à? Cái gì? Ai đánh ghen? Đánh ghen ai? Em không hiểu chứ cả. Tôi đang nói chuyện với cô ấy, đứng lại. Anh ơi gọi cấp cứu, cứu lấy con anh ơi. Cái gì cơ? Khoan đã. Con của ai cơ? Con của mình như ai nữa. Anh ơi, em có thai rồi. Em lấy con anh ơi. Anh xin lỗi. Bác sĩ, vợ tôi đứa bé thế nào rồi ạ? Đứa bé không sao, dọa sẩy thôi. Nhưng mà anh chị phải cẩn thận chứ. Đã khó khăn lắm rồi mới đậu được. Dạ vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn bác sĩ ạ. Xin lỗi mà, không biết thì không có tội mà, đúng không? Mà anh có ngờ được đâu, lúc đấy anh chỉ để nhẹ có một cái, thế mà. Nhẹ của anh bằng 10 lần người khác á. Đã rửa, trong lúc cơn điên nữa chứ. Anh biết lỗi rồi mà, anh hứa từ bây giờ dù có giận đến mấy, cũng không bao giờ mạnh tay với em. Anh thề đấy, anh sẽ không bao giờ như thế nữa, nhá. Máy cho anh là con ổn đó. Nếu không thì kiếp đi, anh chả còn cơ hội ngồi đó mà thuê với thốn đâu mà. Anh biết rồi mà. Thế bây giờ em có thèm ăn gì không? Anh mua cho. Sao không? Em chắc là chỉ uống sữa cho con thôi. Sữa à? Được rồi, để anh đi mua sữa nhá. Anh. Lúc này anh nói đánh ghen với cô Đào là đắng. Chuyện vớ vẩn đấy mà. Em không cần phải quan tâm đâu. Bây giờ đối với anh, sức khỏe của em, của con là quan trọng nhất. Thế cho nên là em cứ nghỉ ngơi đi, để anh đi mua sữa nhé.
Em chào anh chị ạ. Cô Đào. Cô bị thương đấy à? Dạ. Ổn hơn chưa? Em không sao ạ. Em phải đến đây ngay để xin lỗi anh chị. Về chuyện đó thì cô không cần phải xin lỗi đâu. Hiền nhà tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Không, anh hiểu nhầm rồi ạ. Là tại mẹ em. Bà cứ tưởng em với anh, cho nên lúc em bị đánh ghen liền lập tức đổ lỗi cho chị. Là vợ của bố Cú Khang anh ạ. Em và anh ta chót yêu thương nhau, là em dại dột, cứ nghĩ anh ta sẽ bỏ vợ để đến với mình. Nhưng khi biết tin em có bầu, anh ta chối bỏ trách nhiệm đã đành. Vợ anh ta còn ghen lồng lên, đòi bắt cóc con em. Thế có nghĩa là không phải Hiền nhà tôi thuê người đánh em? Chị không làm gì em cả. Cũng may chị và cháu bình an, không em ân hận suốt đời mất. Trời ơi, sao em không làm gì mà lại không nói với anh? Thì em đã kịp mở mồm lắm không? Em xin lỗi, anh lại sai rồi. Bây giờ em muốn giận anh đến bao giờ cũng được, nhá. Em xin lỗi mà. Con nhà bà nội. Ơ, Quang về đi à? Bố đâu con? Bố con ở đội, con có đi cùng bố đâu. Ơ, sáng hai bố con đi cùng với nhau cơ mà. Nhưng chiều con có người khác đi theo rồi. Thôi chết. Nguy hơn nhiều. Con đi với ai đấy? Con có biết là đi cùng với người lạ nguy hiểm lắm không? Bạn bố hả bà? Không phải người xa lạ đâu. Bạn bố á? Bố làm gì có bạn ngoài mấy chú đồng nghiệp ở trong đội ra? Không, cô Ngọc cơ. Cô Ngọc là bạn của bố mới đi nước ngoài về bà ạ. Thú vị lắm. Cô Ngọc, bác sĩ à? Vâng, cô ấy còn đến viện mẹ nghiên cứu cơ. Con đi chơi với cô Ngọc về mà con vui vẻ phấn khởi như thế này ấy hả? Vâng, con đã biết phải làm gì rồi. Thế là tốt rồi. Nhưng bà bảo này, con không được nói chuyện cô Ngọc với cả mẹ Thủy nhá. Ơ, sợ thế hả bà? Người lớn dặn như thế nào thì cứ nghe đi, đừng có lý luận nào. Con xin. Chuyện đã tới bước này rồi, cô định tính thế nào? Anh bảo em còn làm sao được nữa. Chỉ có thể nói hết với mẹ sự thật, rồi về với ông bà. Ít ra thằng bé cũng được an toàn. Nhưng như thế liệu các cụ có chịu nổi không? Còn hơn là mất con mất cháu mà anh. Tôi có giúp được gì không? Lúc nào anh cũng sẵn lòng giúp đỡ mẹ con em. Nhưng để anh phải liên lụy như thế này, em không thể nhẫn tâm thêm nữa. Ấy, có gì đâu. Lúc ấy tôi cũng nóng nảy quá thôi, chứ Đào không có lỗi mà. Lại còn vị tha nữa chứ. Thật sự chị rất may mắn khi được làm vợ của anh đấy. Thôi em về đây ạ. Em chào anh. Con chào bà. Ôi trời ơi, dậy rồi cả. Bà chưa kịp lên gọi. Giỏi. Ra ăn sáng đi rồi đi học nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi, hôm qua nó còn cãi nhem nhẻm ra, đến hôm nay khác hẳn. Đã thế buổi sáng nay dậy không cần mẹ gọi, mẹ có thấy lạ không? Ôi giời, lạ cái gì mà lạ. Tuổi của chúng nó bây giờ đứa nào chả thay đổi tâm tính. Nhưng không thể thay đổi một cách chóng mặt như thế được.
Kệ nó con ạ. Này, dạ? Sáng nay có phở với bánh cuốn đấy. Con thích ăn gì mẹ làm cho nhá. Vâng ạ. Chào em. Ê là chị ạ. Chị là Hiền đúng không ạ? Ừ, chị Hiền đây. Chị cho em xin tiền ạ. Tiền á? Vâng, cả 3 lần là 2 triệu ạ. Khoan, tiền nhà, tiền điện thoại với tiền internet là chị đóng hết rồi mà. Dạ, em lấy tiền của cái Kha. Cái Kha hả? Vâng, thì Kha em chị, nó nhắn em qua đây gặp chị để lấy tiền mà. Em ơi, hình như là em nhầm người rồi đó. Chứ chị không biết ai là Kha cả. Kha! Đứng lại! Thế mà chị bảo là không quen Kha nào. Mày bảo tao qua đây lấy tiền mà chị mày có chịu trả đâu. Tao bảo mày, đấy là chuyện của tuần trước. Chứ còn tuần này nhá, tao thiếu gì tiền. Mà có 2 triệu mày làm như là 20 triệu mày tới đây mày đòi. Lần sau nhá, đừng hòng tao ủng hộ cái gì nghe chưa. Này, đưa đây. Không mua thì thôi, bán cho mày chả bỏ đau tim. Em về đây chị ạ. Chào em. Miễn lễ. Bực cả mình. Chị, để em đỡ vào. Tôi không khiến. Nhìn cái dáng lò dò của chị nó thật, em không dám lấy chồng luôn đấy. Nói thiệt á, tốt nhất là đừng nên làm khổ ai, hiểu chưa? Cái thái độ lồi lõm này là chưa đọc báo rồi đúng không? Cần chứ phải đọc. Nghe nè, nữ nhà báo hot nhất tuần qua, một nữ phóng viên làm dậy sóng cộng đồng mạng với một clip cận cảnh có 102. Nhà báo trẻ sáng giá và đầy triển vọng. Đọc đi xem những mỹ từ này nói về ai. Không quan tâm. Đọc đi. Đã nói là... Đọc đi. Có một tòa soạn đã giải thảm đỏ mời em về. Thế là cuộc đời tươi rồi. Em xin tuyên bố, chị đã chính thức thoát khỏi kiếp cây ATM của em. Chúc mừng chị. Này, hóa ra là cái vụ ngáo đá cũng chỉ là ăn máy thôi mà. Chưa chi mà cái mặt đã vênh lên tận trần nhà rồi. Vênh chứ, bỗng nhiên nổi tiếng sau một đêm. Mà chị chuẩn bị tinh thần truy thu toàn bộ số tiền từ trước tới nay đã cho em vay đi, cộng cả gốc lẫn lãi vào nhá. Này, nói thiệt á, chỉ cần mi không vay thêm chi tiền là chị đã hạnh phúc lắm rồi. Không những thế đâu, em đã có kế hoạch viết một số bài rồi. Sẽ gom tiền để trả cho chị. Để khi nào mà chị nằm ổ ấy, thì sẽ có một khoản để tiêu, không phải lo lắng gì. Nói thiệt á, nếu mà có lúc nữa thì chị chả cần chi cả, cho mi hết đó. Chị cứ nói linh tinh. Chưa nằm ổ đã thiếu trên hụt dưới, vá víu lung tung. Lại còn... Này, hay là chị bán hàng online, mi thấy có được không? Nhưng mà chị đã có nguồn hàng chưa? Nguồn hàng thì thiếu chứ. Cái quan trọng ở đấy á là phải cái khấu quảng cáo PR. Rồi còn thêm cả ship hàng nữa chứ. Quảng cáo PR. Ăn rồi. Nhà mình nhân lực rất sẵn. Anh Tiến thì sẽ đi ship giúp chị. Còn em xinh đẹp như thế này sẽ quảng cáo và PR cho chị. Chị bỏ của, em bỏ công. Có gì trừ nợ dần. Trừ nợ này. Hay ý. Cấu trước thì tính toán. Câu sau đã đòi trừ nợ rồi. Không, nhưng mà em thấy là nó hợp lý đấy chị ạ. Bởi vì bạn bè em ấy có cực kỳ nhiều nhu cầu về mua sắm online. Chị tính nhá, thời tiết này oi bức, bụi bặm rồi dịch bệnh nữa, có ai muốn ra ngoài đâu. Bây giờ cứ ngồi ở nhà, bấm điện thoại một cái, người ta ship tới tận nơi, quá sướng luôn. Thiệt á? Ừ. Để chị tính. Không việc gì phải tính, ngửi thấy mùi tiền là phải triển ngay. Chị yên tâm, đã có em giúp chị rồi. Không, em sẽ giúp cháu của em đây này. Triển đi. Triển. Nào ra đây con xem nào. Đây, tự tin lên. Trời ơi, không có làm sao hết. Ai rồi cũng có lúc mà người như que củi. Nhưng mà sau khi tập luyện mình mới có cơ bắp được chứ, đúng không? Bây giờ nhá, trước khi mà xuống bơi thì mình phải khởi động đã. Chỉ cần 10 phút thôi nhưng sẽ làm cơ thể của con nóng lên này.
Lúc đấy thì khi con xuống bơi con sẽ không bị chuột rút nữa. Ok? Vâng ạ. Bây giờ thì làm theo cô này. Nào, trước tiên là mình sẽ xoay cổ chân cổ tay nhé. Nào. Rồi. Không biết từ giờ đến lúc đi lính con có một body như chú Nam Hải không nhỉ? Chú Nam Hải nào? Thần tượng của con ấy. Con cho cô xem ảnh tới đây. À, ui, chú Nam Hải chưa là gì cả. Con là còn phải hơn như thế nữa. Bởi vì con là con của bố Minh mà. Bố con bây giờ béo lắm. Đấy là bây giờ thôi. Chứ còn hồi trẻ body của bố con là số 1 phòng cháy chữa cháy đấy. Chưa cô? À, ừ, đây đây. Mình khởi động vai nữa nhá, xong mình xuống bơi. Nào nào. Đấy, từ đằng sau đằng trước. Thế. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Ok, đó. Xuống thôi. Ngọc. Ơ, Thủy à? Có chuyện gì thế? Tôi nói nhanh thôi. Cái túi này có phải của cậu không? Ôi, may quá. Hóa ra là để quên nhà cậu à? Thế mà hôm trước về nhà tớ còn chẳng nhớ nổi là mình đã để ở đâu nữa. Cảm ơn nhá. Có những điều nhỏ nhặt mười mấy năm cậu vẫn không quên được. Thế mà thi thoảng cậu cũng đãng trí cơ đấy. Thì bây giờ già rồi, đầu óc tớ cũng chán lắm. Thật ra tôi không muốn cậu quay lại nhà tôi để lấy nó. Cậu đang ám chỉ điều gì à? Cậu đừng cố tỏ vẻ là không liên quan. Cậu hiểu, tôi hiểu. Tốt nhất chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Cậu thân thiết với mẹ chồng tôi không can thiệp. Cậu gặp gỡ anh Minh, đó là quyền riêng tư của hai người. Nhưng với con trai tôi thì không. Cậu đừng cố tỏ vẻ quan tâm thằng bé để lấy lòng người khác. Thủy, tôi thấy hình như là cậu đang hiểu nhầm thì phải. Cảm giác như cậu đang lo lắng quá và có một chút tự ti. Tôi không việc gì phải thế. Có đấy. Rõ ràng là cậu không thể nói chuyện với con trai của mình. Lúc nào cậu cũng gắt gỏng, ép buộc nó phải làm theo ý của cậu. Nhưng nếu như càng ép buộc, nó sẽ càng chống đối. Thủy này, nếu như cậu vẫn cứ như thế này, cậu sẽ trở thành một người mẹ thất bại. Thất bại hay thành công là một từ tương đối. Càng không nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá nó được. Thôi được, có thể công việc áp lực quá khiến cho cậu căng thẳng. Cậu không thể kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực của mình. Cũng là bác sĩ nên tớ hiểu mà. Nhưng có bao giờ cậu tự đặt câu hỏi là tại sao những người trong gia đình lại luôn luôn mệt mỏi khi ở bên cạnh cậu? Và biểu hiện bên ngoài của họ là gì? Xem ra cậu có vẻ nhiều kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân thất bại của mình đấy. Tôi xin lỗi nếu nói điều đó làm cậu buồn. Nhưng tôi muốn cậu hiểu một điều. Chỉ những người trong gia đình mới hiểu cần phải làm gì cho những người thân của họ. Những điều cần nói tôi đã nói rồi. Chào cậu. Anh Minh à, em đây.
Chị nào chồng chán chồng chê vào mua cái váy chồng mê suốt đời. Chị nào đầu tóc tơi bời vào lấy cái váy đỏ đời đời chồng mê. Em chào chị Oanh Buzi và xem livestream của em ạ. Vâng ạ, chị để lại số điện thoại em chốt đơn cho chị luôn nhá. Cái váy trắng này à? Vâng, ok, bán luôn cái chiếc váy trắng em đang mặc nhá. Mọi người nhìn này, dồi ôi, nó vừa ngây thơ, nó vừa sành điệu lại thời trang nữa đấy. Ôi các chị đừng rời màn hình, các chị ơi, các chị đừng rời màn hình, đứng yên ở đấy để em thay cho chị cái váy này nhìn luôn nhá. Đây em thử ngay trên livestream cho các chị nhìn chiếc váy này. Thay cho em nhanh. Cởi cho em cái váy sau lưng. Các chị đừng rời màn hình nhá. Ôi dồi ôi, tụt mắt view rồi, nhanh nhanh cởi. Cởi luôn á. Cởi luôn, thay luôn đây các chị ơi, các chị yên tâm đây, mặc cho các chị lên nhìn cực đẹp cái dáng luôn. Ôi dồi ôi. Chào mọi người. Em chào chị ạ. Em nghe Tiến báo tin vui nên mua ít hoa quả sang đây thăm chị ạ. Chị cảm ơn. Gu thời trang của em cũng mặn phết đấy. Em sang đây livestream để phụ chị Hiền bán hàng. Chị, tí nữa em đi có việc nhá. Không phải hôm đi xin ở lại đây ăn trực à? Có phải xé về em thế không? Thôi, hai đứa tự chơi với nhau đi, anh phụ chị Hiền nấu cơm. Anh phân công buồn cười nhỉ? Đúng rồi còn gì, phải biết nấu nướng một chút thì mới phụ được chứ. Này, anh nhá, nể ở nhà anh chị tôi đấy, chỗ khác thì... Chỗ khác ấy, anh nghĩ chúng mày đánh nhau to rồi đấy. Đồ này phết chị nhờ. Này, mặc vào. Mặc làm gì? Thì mặc để bán. Từ nãy đến giờ em vẫn làm việc một mình, có cần nhờ ai đâu. Nhưng mà đây nó là đồ đôi, khổ. Anh cứ làm như là em nhờ vả anh ông Bằng ấy. Đây là anh đang giúp chị Hiền, mà cũng là đang giúp anh Tuyên. Mà thế... Thôi được rồi bà. Anh mặc. Hai đứa cứ tự nhiên đi, anh chị không nhìn thấy gì đâu. Chị không thấy gì hết nhá. Xin lỗi, đã để em đợi lâu. Không sao, em vừa mới đến thôi mà. Anh đẹp quá anh ạ. Hình ảnh sinh hoạt thường ngày và tập huấn của đội. Còn bên đây là hình ảnh hiện trường do các anh chị phóng viên gửi tặng đó. Em thích cái kia kìa. À, anh có tập huấn phòng cháy chữa cháy cho các trường phổ thông không ạ? Có chứ, đó là nhiệm vụ công tác của đội anh mà. Anh mới vừa họp triển khai kế hoạch tập huấn của mấy trường trên địa bàn đó. Có trường của Quang không anh? Có, thuộc địa bàn đội anh quản lý mà. Hôm đấy anh sẽ trực tiếp đến chứ ạ? Ừ, không. Thường việc đó anh giao cho Tiến phụ trách. À, mãi nói chuyện, em uống nước nha. Vâng. Em bảo có chuyện gì muốn nói với anh à? Vâng. Em đến để báo cáo với anh về nhiệm vụ hôm trước anh giao cho em. Sao rồi em? Em đã đưa Quang đi chơi và biết được lý do tại sao thằng bé nghỉ học. Vì sao? Không giống như anh suy đoán đâu. Mà vì thằng bé muốn trở thành một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy giống như bố. Thiệt luôn? Đấy chính là lý do đấy. Thú thiệt anh quá bất ngờ luôn. Bởi vì anh vẫn còn băn khoăn về việc hướng nghiệp cho con. À, có một việc em cần anh phải lưu ý. Nếu như bây giờ anh không đồng ý thì em cũng đừng cấm cản con ngay. Dù sao thì
nó cũng chỉ muốn có một body 6 múi giống như bố thôi. Biết đâu vào một ngày nào đó lại có một người chỉ vì body ấy mà đi những nửa vòng trái đất để về đây. Em uống nước đi. Anh thì anh lo Quang nó còn nhỏ quá. Anh không cần phải lo đâu. Chính vì còn quá nhỏ, thế nên thời gian còn dài, còn rất là nhiều thay đổi khác nữa. Chỉ có điều là ngay bây giờ thì em cần anh giúp em một việc. Chuyện gì vậy? Chị Thúy, có bệnh nhân mới vào nặng lắm. Ca này nặng lắm, đi không làm được gì đâu. Hay là chuyển lên tuyến trên đi chị. Bệnh nhân có thể tử vong trên đường vận chuyển. Máu tràn màng phổi trái, dẫn lưu màng phổi. Vâng. Em gọi người nhà vào đây. Không có ai cả, chỉ là người đi đường đưa đến đây thôi ạ. Nghe nói cậu này đi ngang qua một đám đánh nhau rồi bị đâm ạ. Em làm hồ sơ bệnh án, chuyển bệnh nhân ngay khi bệnh nhân ổn định. Vâng ạ. Chị Thúy, chị làm sao vậy? Chị không sao. Sao giờ này anh còn ở đây? Tôi có việc gần đây, tiện qua xem ngày đầu làm việc của bác sĩ Thủy thế nào. Tôi mời hoa lá luôn anh ạ. Chị ấy vừa phải cấp cứu một ca rất là nặng. Chị ấy về phòng trực rồi đấy anh. Hôm nay bệnh viện mình mà không có bác sĩ Thủy chắc là gai to. À thôi, em xin phép đi trước đây ạ. Chị Thủy ơi, em nhờ chút ạ. Đây. Sao thế em? Em phiền chị kiểm tra lại thông tin hồ sơ của bệnh nhân mà chị cấp cứu hôm qua. Bệnh án này đúng mà. Vấn đề là bệnh nhân chưa thanh toán viện phí mà chị lại cho chuyển viện ạ. Nếu không chuyển, bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào. Và em cũng biết điều đấy. Dạ, em hiểu ạ. Chị vì bệnh nhân thì không sai, nhưng mà chị lại bỏ qua nguyên tắc tài chính của bệnh viện ạ. Cho nên là em phải giải trình với chị đây ạ. Chị hiểu rồi. Bây giờ em định xử lý thế nào? Chị sẽ phải hoàn trả toàn bộ chi phí của ca cấp cứu. Em sẽ trừ vào cái tiền công mà chị trực trong tháng này ạ. Đây, chị xem như này đã được chưa ạ? Không cần đâu. Hết bao tiền chị sẽ chuyển. Và cũng không cần phải chờ đến cuối tháng để trừ vào công trực của chị đâu. Vì chị sẽ chỉ làm nốt ngày hôm nay thôi. Thế là sao ạ? Chị định nghỉ việc ạ? Ừ, chị làm nốt ngày hôm nay rồi chị nghỉ. Chị thấy công việc ở đây không phù hợp với chị. Đối với chị, tính mạng bệnh nhân là quan trọng nhất. Nếu chỉ vì lợi nhuận, chị nghĩ không nên kinh doanh ở lĩnh vực này. Thủy,
Có chuyện gì thế? Anh Khánh ơi, anh giải quyết giúp em vụ này với ạ. Thật tình thì em cũng chỉ làm theo nguyên tắc thu chi của bệnh viện thôi ạ. Nhưng mà chị Thủy lại không thông cảm cho em. Anh kiểm tra giúp em với ạ. Thủy cứ yên tâm về làm việc đi, để tôi giải quyết. Có chuyện gì, cậu trình bày tôi nghe xem nào. Anh Công này, việc quyết toán ca cấp cứu hôm qua của bác sĩ Thủy, em nghĩ bên mình nên xem xét lại anh ạ. Cô bác sĩ mà cậu mới mời về viện làm đấy hả? Dạ vâng ạ, hôm qua cô ấy đã xử lý rất tốt ạ. Tôi không phủ nhận về trình độ chuyên môn của cô ấy. Thế nhưng mà Khánh này, viện ta là viện tự chủ thu chi, chứ không phải là trung tâm làm từ thiện. Ca bệnh nhân nào mà cũng xử lý như thế này thì nguồn thu của bệnh viện lấy đâu ra? Chính vì thế tôi phải xử lý điển hình để rút kinh nghiệm tránh lần sau. Nhưng anh Công ạ, đây là một trường hợp đặc biệt. Bệnh viện của chúng ta đang rất cần những bác sĩ tài giỏi và có tâm như bác sĩ Thủy, để còn gây dựng uy tín nữa. Nếu bây giờ chúng ta quyết định như vậy, em tin chắc chắn rằng bác sĩ Thủy sẽ xin nghỉ. Cô ấy có tự trọng rất cao. Lòng tự trọng cao là tốt, thương bệnh nhân là rất tốt. Thế nhưng mà phải giữ cái đầu tỉnh táo, vì thời buổi bây giờ không có cái gì là miễn phí cả, Khánh ạ. Như vậy là anh sẽ không thay đổi quyết định xử lý vụ việc. Tôi có cái khó của tôi. Cùng trong ban giám đốc, cậu còn lạ gì? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không tranh luận với anh nữa. Trừ vào tiền lương tháng này của tôi, nếu anh còn cảm thấy vô lý thì xem xét luôn vị trí của tôi bây giờ cũng được. Xin phép anh. Em trừ tiền chi phí ca cấp cứu hôm qua vào tiền lương tháng này của anh, rồi gọi điện cho bác sĩ Thủy ấy, nói rằng giám đốc không trừ tiền trực của cô ấy nữa nhé. Anh Chính. Alo ạ, em nghe ạ. Mang bản thu chi phí ca cấp cứu hôm qua lên đây cho tôi. Dạ vâng ạ. Anh ơi, hình như là giám đốc suy nghĩ lại rồi đấy ạ. Anh làm thế nào mà bảo vệ người đẹp giỏi thế? Đi chạy thi đấy à? Ôi, Quang mặc áo của bố mình đẹp phết đấy. Tại thằng bé nó thích cái áo này quá. Ui, cô biết chèo thuyền à? Ừ. Cô giỏi đấy. Con mà khen cô giỏi trước mặt bố mình là cô xấu hổ đấy. À, cô có quà cho Quang đấy. Quà gì thế hả cô? Quang. Có sao đâu anh, con có muốn biết luôn không? Có ạ. Thế thì hay bây giờ hai bố con về nhà em ăn sáng đi, em đưa quà cho Quang luôn. Hay là để khi khác nha. Bố. Ừ? Sáng nay có bận gì đâu. Đúng rồi đấy, nhà em ngay kia rồi, sang một tí thôi mà. Đi.
không con? Đúng loài cháu thích. Ôi, cẩn thận nặng. Bố ơi, cũng có tí cơ rồi đấy. Đâu rồi cô xem nào. Công nhận tay như thế này chẳng mấy vào tay với bố mình mà lại thắng ấy chứ. À, hai bố con ở lại ăn sáng với em đã nhá. Vâng ạ. Ok. Đây, đi rửa tay đi con. Ủa Ngọc ơi. Dạ. Hình như là ống thoát nước nhà em có vấn đề. Vâng, đúng rồi ạ. Nó bị tối qua, nhưng mà muộn quá nên không gọi thợ được. Để anh coi sao. À, rửa tay xong chưa con? Rồi ạ. Bị làm sao thế hả anh? À, có một cái gioăng ngay chỗ ống nối bị hỏng. Anh tạm siết lại nha. Vâng ạ. Ngày mai em kêu thợ tới sửa giùm anh. Đấy, may mà có anh, không em cũng chẳng biết phải làm thế nào. Con cho anh bánh uống sữa nhá. Vâng ạ. Ok. Trứng ốp xúc xích. Một chút là xong thôi. Uống nước đi con. Đu hai tay luôn. Còn nữa. Đu người lên luôn. Anh thấy em rồi. Em có làm sao không? Cứ bình tĩnh đừng sợ. Anh xuống cứu ngay đây. Gì mà lang thang ở đây? Đừng nói với anh là em đi săn tin ở nơi khỉ ho cò gáy này nhá. Chứ không lẽ xuống đây chơi? Đi chơi thì chắc chắn không rồi. Có thể là em đi tìm nơi để giải quyết nỗi buồn chẳng hạn. Tào lao. Tào lao cái gì? Lúc này mới là lúc để đùa đấy. Thế nào? Tinh thần ổn định chưa? Để anh đưa em lên. Nào. Làm gì đấy? Thì em phải ôm anh mới đưa em lên được chứ. Không. Có cách khác không? Lúc này là lúc nào rồi, còn giữ giá làm nộ mà. Không giữ giá, nhưng mà không thích đấy. À, thế thì anh lên trước, em bám chân anh rồi lên theo sau nhá. Hay là em lên trước đi. Một mình em lên trước. Ok. Đưa chiến sĩ và nạn nhân lên. Chiến sĩ và nạn nhân lên.
Để anh xem vết thương nào. Anh! Em sao? Anh nói với em rồi, đừng có săn tin linh tinh nguy hiểm như thế này nữa. Đội có bao nhiêu chuyện cảm động, nhân vật hay, tình huống hay thì không viết, cứ chạy lông nhông mãi. Không phải ai cũng có điều kiện, có người nhà ở trong đội như em đâu. Ai là người nhà của anh? Không phải người nhà, mà lại gọi người ta trong lúc nguy cấp nhất. Đừng có mà ảo tưởng, em gọi 114. Em muốn đòi lại bố cho con này. Em không thể giấu sự thật này thêm được nữa. Em nghĩ rằng đã đến lúc con cần phải biết bố nó là ai. Và cả anh nữa, anh cũng cần phải biết anh còn có một đứa con khác ngoài Quang. Em không hề muốn phá hại hạnh phúc gia đình của anh. Anh vẫn sẽ thuộc về Thủy. Nhưng thực sự trong khoảng thời gian ở đây, em mới nhận ra rằng anh và Thủy không hề hạnh phúc. Không, chắc là em hiểu lầm rồi. Tụi anh đang rất ổn. Ổn? Một sự yên ổn đều đặn đến nhàm chán, đây không phải là hạnh phúc anh Linh ạ. Chúng ta chỉ được sống một lần trên đời thôi, tại sao lại cứ phí hoài khoảng thời gian còn lại vào chính sự yên ổn đó? Rõ ràng anh chỉ đang làm tròn bổn phận của anh với anh Long thôi. Anh ấy vì cứu anh mà hy sinh, nên anh nợ anh ấy một mạng sống. Cuộc sống của Thủy thì vô cùng bấp bênh, cô ấy luôn luôn sống trong trạng thái bị cô độc. Và cũng chính vì thế, để trả ơn anh Long, anh đã giang tay ra để bao bọc lấy Thủy, đúng không ạ? Anh Minh, anh trả lời đi chứ. Đúng, anh đến với cô ấy là như thế. Đó, anh thấy chưa? Cuộc hôn nhân của bọn anh không hề bắt đầu từ tình yêu. Nhưng sau từng ấy năm, tụi anh đã cùng với nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, giờ thì vô cùng gắn bó như người thân, đúng không? Em và bác cũng thấy đấy, mười mấy năm sống với nhau, nhưng thực sự em luôn luôn chỉ coi bác là anh trai, vẫn rất thương yêu, vẫn chăm sóc. Nhưng đó không phải là cách một cặp vợ chồng hạnh phúc dành cho nhau. Mà đối với em, hạnh phúc phải là sự hòa hợp cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh Minh! Ngọc ơi! Em hãy hiểu chứ anh. Chuyện này xảy ra đột ngột quá. Bé chết. Anh chưa thể tin được. Anh cần có thêm thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này. Em hiểu cho anh chứ. Tất nhiên rồi, việc này cũng đột ngột với anh mà. Nên anh cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ cả về những gì em vừa nói với anh. Hoặc là anh cũng có thể nói với em là anh vẫn muốn yên ổn. Anh muốn bí mật này được giữ kín mãi mãi. Thì em sẽ đi ngay. Anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy em nữa. Và anh có thể coi rằng em chưa từng nói gì với anh cả. Hôm trước tớ đi thuyền gai gắt vì gặp sự cố,
May thế nào mà lại gặp được anh Minh. Chị ơi, khoa huyết học vừa thông báo mẫu máu của bệnh nhân Trường có vấn đề đấy ạ. Chị ơi, em kiểm tra lại rồi, mẫu máu ổn, không vấn đề gì đâu chị ạ. Em có sao? Em anh lại có việc đột xuất à? Anh bận tí việc thôi mà. Làm gì mà quên cả báo mẹ cắt cơm thế? Đâu có gì, việc linh tinh thôi mà. Đúng là linh tinh thật. Chỉ là việc sửa đường ống nước thôi mà. Em là trẻ lên bà. Anh sợ em nghĩ lung tung thôi. Thế nói dối thì tốt hơn à? Anh đâu có nói dối đâu. Chỉ là... Chỉ là anh không nói thật thôi. Ý anh là thế à? Anh đã nói gì với em nào? Anh nói là giữa hai vợ chồng mình sẽ không có bí mật gì cả. Cái chuyện sửa đường ống nước có gì đâu mà bí mật. Không có gì bí mật, tại sao anh phải giấu? Mà đừng nói với em là chỉ có sửa đường nước không thôi nhá. Ăn sáng, cà phê với nhau, lại còn lôi kéo thêm con trai em nữa. Kéo chồng đã quá lắm rồi, lại lôi kéo cả con nữa. Kìa, em nghĩ đi đâu vậy? Chính vì ý nghĩ này của em á, khiến cho anh càng giấu em. Anh không muốn em căng thẳng vì những chuyện không đâu. Sao chuyện gì lọt vào tay em cũng trở nên một chuyện tày đình hết vậy? Tất cả là tại em. Em cứ làm quá lên à? Em đừng như thế. Cái câu này đáng ra anh phải nói với cô ta mới đúng. Cái loại giả nhân giả nghĩa, giả tao hết. Em thôi đi. Em biết gì về người ta mà nói như vậy? Theo anh, em không nên nói về bạn mình như vậy. Anh không cho phép. Hoa. Dạ. Dạ, em chào các anh ạ. Em cảm ơn anh nhé. Không có gì. Đấy, mày đi về đi. Ơ, về là về thế nào? Anh Hầm à, em gửi anh giới thiệu của tòa soạn rồi gì nữa. Mày có ngồi đây cả ngày, nhiều khi cũng không có vụ nào đâu. Kệ em. Thôi, về đi, khi nào có cháy anh gọi nhé. Anh định lừa trẻ con à? Bao nhiêu năm nay anh có gọi em bao giờ đâu. Thì tại mày không chịu viết về đề tài này đấy chứ. Không, không phải tại anh không gọi đâu. Không, em quyết định bám trụ đây, đừng hòng mà đuổi em. Anh ơi, đây là Kha. Nó có giấy giới thiệu của tòa soạn. Tới bên mình trực chiến để viết bài ạ. Chờ em. Dạ, thế ạ. À, anh ơi, anh Tiến anh cứ đuổi em về ấy ạ. Cứ viết đi em. Đáng lẽ phải viết về các anh từ rất lâu rồi mới phải chứ. Dạ, tân lệnh. Thầy trò. À, hôm nay... chập điện, cả khu này mất hết rồi. Mày à, có ai trên đó không? Nhà này đi vắng hết rồi. À, nhưng còn một chị, mà chị bị gãy chân ạ. À, cảm ơn em. Triển khai đội hình 25B. Rõ. Ngoan. Phá cửa sổ mở đường, tiếp cận hiện trường. Rõ. Có tiếng kêu cứu.
Thôi đã, thôi đã. Sao thế anh? Phải xem kiến trúc rồi nha. Em sợ là nạn nhân không chịu được anh ạ. Anh để em vào. Không được. Nam Hải, phá cửa. Rõ. Chúng tôi đây, không sợ gì hết. Mình tin. Khẩn trương đưa cô ấy ra ngoài. Vâng. Cẩn thận, chân cô. Lại đi anh Minh. Anh Minh, gọi chị Thủy ngay. Vâng. Nhanh lên. Thôi, hai đứa về đi. Anh ở đây đợi chị Thủy. Chính tình huống như thế này mà bạn thân anh Minh đã hy sinh. Đây là bài học xương máu mà anh Minh vẫn thường nói. Anh mình sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá. Thôi, đi về đi. Anh về trước đi, để em ở lại cho. Khổ quá, cứ về trước đi, lát anh về, nhé. Đi. Đi đi.